kênh Cao Như Hoàng Mai trong một clip mà lên đường các bác nhá. Một người anh trai tại Bình Dương ủng hộ em Cao hai cặp liền luôn. Đó là một cặp STX812 và một cặp 712 các bác nhá. Hàng bãi, tình trạng còn đẹp xuất sắc các bác nhá. Tạm thời em đã hết STX812 và chỉ còn một đôi 712 các bác nhá, SRX các bác nhá. Đó, chỉ còn một đôi 712 đây. Tình trạng cũng đẹp xuất sắc các bác nhá. Đây là hai cặp loa full bass 30 Made in Mexico các bác nhá. Các bác nhìn hàng bãi nhưng mà nó còn rất trau chuốt, các bác nhìn thấy không? Đấy. Rất đẹp. Tiếp tục là một bộ cấu hình sẽ gửi cho bác Hùng Trần. Một con vang số, một cục lắp lúc gần 10.000 Q. Tình trạng đẹp xuất sắc các bác nha. Và một đôi xúc 718 mà vừa rồi em cũng đã lên hình để gửi tới bác trong một clip tới các bác nhá. Còn kia là đã đóng gói đi Quảng Ninh cho bạn Tiến các bác nhá, Quảng Ninh luôn. Thì sáng mai em sẽ chuyển đôi cặp 725 và tất cả cái thùng. Bạn có mua thêm một thùng này, một mic AAP và một quản lý nguồn thì em cũng đã đóng sẵn sàng để chờ sáng mai xe vận chuyển tới các bác nhá. Cái công suất sản sinh bình thường của STX812 trung bình 800W đến maximum 1600W các bác nhá. Mặc dù là bát 30 các bác ạ. Trong cái tình trạng nếu phòng vừa phải thì các bác có chơi đôi full bát 30 này mà kẹp theo súp thì cực phê pha luôn các bác nhá. Đó. Tình trạng loa đi cao siêu Hoàng Mai luôn là xuất sắc các bác nhá. Đó. Xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều. Và các bác đừng quên hãy cho em Cao xin một like. Và xin nói với tất cả các bác rằng đợt tới này em sẽ về một số hàng châu Âu các bác nhé. Thì các bác hãy đăng ký kênh Cao GM Hoàng Mai để chuẩn bị em sẽ về một số hàng châu Âu. Thank you các bác rất nhiều. Và đây là con nam 10.000 cân 10.000 quy. Nói nhịp đấy. Một con vang số sẽ xin gửi tới bác Hùng Trần ở thành phố Hồ Chí Minh các bác nha. Súp 718 đó, tình trạng đẹp xuất sắc. Và kia mà cặp súp của em Hiệp Phủ Lý Hà Lam thì cũng đã xong rồi, chỉ có chờ em ngày đến nấy các bác nha. Xin mời tất cả bác nghe thêm một đoạn nhạc nữa nha.
Và các bác đừng quên hãy cho em Cao xin một like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký kênh Cao Gmail Hoàng Mai các bác nhé. Các bác cần những sản phẩm gì thì hãy alo em Cao. Thank you các bác rất nhiều.